Đây, Nhật đây này, Nhật đây này. Đây, Nhật đây này. Chúng nó bao cho mày còn nhanh nhá. Đây, Nhật đang nằm ở giường. Đây, con gái bà đây này. Hôm nào mẹ cháu mua quần lên cho. Mẹ đi vô trả đen rồi mà. Thông thông đến nhà sao mà nhé. Dạ. Vâng. Mẹ cháu bảo bà nghỉ trưa đi. Ăn xong rồi bây giờ nằm nghỉ nhá. Bố cháu con cháu đồng về bảo bà nhé. Nhá. Dạ lên lúc 10 hơn 10 rưỡi 11 giờ kém. Nghe nhiều. Đâu. Bà đã khen nhanh nhỉ, bảo lên 10 rưỡi bà bảo nhanh nhỉ. Đâu cái ngủ lên chơi bà nhá. Rồi đấy, thấy chưa? Kia kia Thúy ấy, con gái bà Nhật này, gái rượu của bà đấy. Gái rượu của con gái bà đấy. Cháu... Sắp lấy rồi. Câu nói với Thanh này. Con chào cô. Chào đi. Đấy, quá đẹp. Đấy, cô mở mắt ra nhìn đây. Thanh. Hai đứa con là cháu đấy. Câu nói với... Nó là bằng cháu đứt chôn của bà ấy. Đúng rồi. Thế đó, cái Thúy trẻ này, cháu gái đích tôn của bà. Cháu gái còn đích tôn. Con gì nè? Cháu trai đích tôn phải có cháu gái đích tôn chứ cậu nhở? Còn gì thế mẹ mày chả là gái có cả. Hai chị em gì gái cả. Đấy, mẹ ngồi dậy xem nào, mẹ ngồi dậy đi. Để trải tóc hẳn hoa xem nào. Nào. Con đại gia. Bảo bao ngủ. Cầu nói và nhé. Nào, trải tóc xinh xinh là để giấy nào. Để chụp kiểu ảnh nào. Cầu lắm lúc còn trải nào, mắt hai bà con ngồi ngay ngắn nào. Đấy, trời ơi. Bà mở mắt to ra. Đâu bà ngoại đâu ghé mặt về màn hình có xem nào. Đưa mặt vào màn hình. Đấy. Bà cười tươi lên. Bà cười lên để chụp ảnh nào. Mở mắt to chụp ảnh nào. Cười nào. Đấy.